Anh em đâu hết rồi, giơ tay xem nào. Định mệnh. Chả thấy ai thế này. Vâng, 1.000 mấy người xem nhưng chả thấy ai. Ông làm sao? Ok. Ông hãy tưởng tượng ra đây là sân khấu, ở dưới kia là ghế nô. Bỏ xuống tắt hết, bỏ xuống tắt đi. Thua. Vãi cả ơn, mình muốn nhìn thấy thi thể của các bạn ạ. À. Đùa. Mày còn mày trước rồi. Vãi trưởng. Giơ tay, ok, mình đã nhìn thấy cánh tay của các bạn rồi. Nhưng hơi bị ít so với quy định. Nhưng không sao. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình thấy các Vào bạn nhà đi xem ạ. cũng yên tĩnh quá, tự dưng buổi sượt chim của mình tận 1.000 mấy người xem mà không ai comment. Chiếm nhà không ơi? Súng kìa. Súng ai? Trước mặt tôi không ơi? Nhà 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 gì ta? Nhà Nhà A đông. ba thằng Ok. Sao biết ba thằng? thì lõ cũng quay xuống ba thằng chứ đâu. Biết. Đến chỗ tôi ở bên này này, ngoài này một thằng. Trong mình thằng. Thế rồi. Cái toàn M16 ấy. Ông có thiếu đạn xây không? Không có súng đạn xanh. Phải cứt. Thì mệnh nhiều súng, nhiều đạn xinh. Qua đây có dư một khẩu SKL ấy. Đây đây đấy, qua đây tôi cho, qua đây tôi cho. 100 viên này. Nhặt nhặt SKL cho. Định mệnh gì đâu này. Mặc cái bộ đấy trông kinh vãi đái thề. SK tôi đẹp không? Buồn quá. Ok fine, đẹp. Tôi trông như kiểu vàng mã. Con B này, con B này. Con Đi. B của em rồi. Đẩy vào nhà C. Ba thằng sau chỉ có một thằng thôi. Lại SKL hay đạn xanh kìa, nhặt đi. Từ từ để xem, nghe tiếng chân đã. Tao bật cái ok, volume to một tí chứ chả nghe gì. Sao hôm nay nghe bé vậy trời? Sao Để mình tôi nghe điều kéo đi trên gác hay sao? Hết lỗi coi sướng rồi anh. Ok. Ủa, đằng sau không ơi. Nóc một. Có một thằng ở... Đấy. Lên. Thế lại giờ mà nó dưới này à? Ôi. Lên. Nó ở đéo đâu sau này không ơi. Cho nó ra ba nhà kho. Hay ta. Trong nhà ra, trong nhà A không ơi. Đã nghe, đã nghe. Hình như nó nghe tiếng chân của tôi rồi. Nó dừng lại rồi. Ra ngoài đi. Đấy. Tốt. Nó núp ở đâu ấy. Biết ngay mà con chó ấy. Là phải đi ra ngoài à? Nó đéo có gì. Thế là nó đi thẳng về hướng này rồi. Thôi anh em kiểu xe đi. Ông kiểu đi. Đấy hệ kìa có nghe đây. Đâu? Kiếm nhanh bây giờ. Ok. Đây có xe. Tôi nghĩ bọn này nó ra trận cầu rồi. Nó lút xong cái nó chạy luôn. Nó không bắn. Hay nhở, bọn ấy kiểu
kiểu sao ấy. Bắn thì bắn luôn, sợ gì. Thế mình thông cầu luôn nhá. Thông luôn. Thông cầu cho nó gắt. Đi cầu bên này đi. Cho gần. Cầu bên này gần hơn mà. Đi cầu bên kia vòng xa. Nói chung là cũng chắc là cũng như nhau. Bây giờ mà bảo gần xa thì không biết như nào. Đi đường bên này nó sẽ dễ đi hơn là đường ta. AKM 4X. Vãi trưởng ạ. Có cần phải kích thích mình đến như vậy không? Nếu các bạn muốn thì mình sẽ chiêu thôi. AKM 4X. Mình chưa bắn bao giờ. Tại 4X thì nó hơi khó nhìn, có thể là bắn 8X nó còn sướng hơn. Đúng không nhỉ? Tại vì 4X thì nó có cái vòng tròn tâm ở giữa, hơi khó nhìn. Để cái máy chứ nhỉ? Không, 4X nó cũng có vòng tròn mà. AK là có vòng tròn tâm ở giữa mà. À. Tại hồi không bắn cũng chả biết đâu. Ờ, lâu rồi không bắn phải không? AKM 4X còn be chắc cũng được. Lát nữa mình nhặt được Groza thì mình cũng vứt à. Groza 4X. Groza 4X thì cũng được. 6X đi. Phải cứt ok luôn. Mẹ bóp à đi mày. Lát bắn đéo ra gì rồi bảo đi. Đây bảo đéo gánh được team. Có ai nhìn mình không vậy? Đừng ai nhìn mình nhá, thì mày có nhìn thì nhìn thẳng đi xe á. Và theo lý thuyết thì nó sẽ nhìn thẳng chạy ra khỏi xe. luận đảo. Thấy chưa? Ông ngồi vào xe nó mới nổ máy kìa. Và leo. Đấy, nên những cái thằng mà kiểu thẩm du thì cách nhận biết thì chính là tiếng nổ của xe. Từ xe spawn đó nhá, xe spawn thì nó có thể nổ thường xuyên. Thường xuyên luôn. Ừ, nó sẽ nổ máy mà. Còn xe đã lái rồi mà khi xuống xe nó sẽ tắt máy. Kìa. Gì kìa? Kìa. Xinh. Ngay ngay rồi. Phật con gì? Ủa. Kìa con đằng nữa, con đằng nữa. Chạy chạy chạy. Mẹ kiểu tôi bật đường ngắm lên là tôi quên lẽ mất cái chỗ nhảy xuống xe. Tại vì xuống xe để bên này. Cái đậu xanh định mệnh. Cười xe sắp nổ ấy, bỏ xe đi chạy vào nhà kẻo bọn khác không đi. Không. An toàn đi. Định mệnh rồi lăn đúng ra đấy bảo sao không chết. Thì nhiên đã lút đồ rồi không? Má, tao là người bắn mà. Quái. Phải nhanh chứ. Định mệnh. Mình nhớ mình là người clear team mà. Thiệt bà súng ống rồi. Luận nhanh thế. Tôi mới lút có một thằng. Ồ. Thì mày luận mới lút có một thằng thôi mà nó đéo đã đéo còn gì rồi. Chán vậy. Đây còn thằng ngày bên dưới này không đặt đấy. Nói chung 4x xây cũng tốt nha các bạn. Làm 4 thằng thôi. Có gì đâu. Ôi hai cái sai lần sniper K98 này. Ui hồi ôi đậu má giàu vậy. Lợn bắt đầu chạy lên. Lút nhanh. Kiểu lợn nó lên nó làm hết đống đồ của mình bây giờ. Ông ơi trên này có dư một cái sai lần sniper. Hai cái sai lần sniper nhá. Tôi có lâu rồi. Định mệnh. Giàu vậy. Các bạn có cảm thấy độ giàu của tụi mình không ạ? Giàu vãi đái luôn.
Ok, chào mọi người nhá. Ok, top 1 chắc cú. Ok, mình sẽ cố gắng để top 1 chắc cú. Cầm AK4X như này bắn cũng không được tự tin lắm, tại vì khi bắn cảm giác 4X nó không được. Ê, đừng bắn xe. Thôi, xe mất khói rồi. Không, 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 cái xe này với tôi cũng bắn nó nhiều lắm rồi. Tháo, ui. Bông ơi, bông ơi, bông ơi. Bông ơi, bông ơi. Ok. Đợi xe nghịch ngu. Chạy giữa đồng. Cho bọn nó. Ui, có người lên đồi kìa. Một viên vào đầu. Một viên vào đầu rồi. Hay. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Tôi bắn một viên vào đầu rồi mà, bị bệnh mũ ba. Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi đi. Có một thằng bị trúng ở đây. Hai thằng, hai thằng. Giết nó. Một cái xe. Đây đây. Thôi, thôi. Chạy luôn vào, chạy luôn vào. Rồi chạy vào rồi, chạy vào rồi. Cố lên ông ơi. Ờ, tôi thấy nó đang cứu rồi. Nóc 2. Còn một thằng lên trên này thôi. Được rồi. Ô, không có khói vậy? Khó nè. Ừ, còn khói vậy? Nhảy với tôi này. Đi nó nhảy xuống á, nani. Cái này team 4 rồi. Chết hết rồi phải không? Chơi chơi chơi. Tôi thấy em lắm. Nó chạy đi hết nhà thờ rồi. Ok ok. Ngại giảm thanh slimer nhiều vậy. Định mệnh thế, bọn này mình có ăn được đúng một hàng. Mới còn một thằng nữa lên. Mình chưa lốc. Ui, tôi bắn vỡ mũ ba của nó luôn. Lại sai lần AR rồi. Cái xe tôi xí nhiều lắm rồi nhá. Đéo biết đi được hay không. Tôi cũng cho một băng rồi đâu nữa. Ui, nó mất có một tí thôi không ạ? Nó mất tôi có một tí thôi. Hài vãi, anh em mình xí kiểu đéo thì sao xe trâu vậy. Ủa, cái xác thằng thứ hai đâu? Thư quỳ lại như thế này. Không thấy. Ok, cái bộ của ông cảm giác nằm cỏ được ấy. Đây này, đây rồi, thấy rồi. Ui, bộ này toàn dã 3 mũ 3, kinh vậy. Lại sai lần sniper nữa, định mệnh. Chúng mày có thể ít hơn được không? Thằng dưới kia cũng có. Thằng dưới kia cũng lắm bãi đái thề. Bây giờ cũng gặp ít nhất cũng phải chục cái rồi. À, chị bà thiếu phớt ông ơi. Bây giờ xạo lính hơi nhiều. Tôi vừa trả. Tôi có 5 cái luôn. Định mệnh phải đáp cái gì để nhặt đây trời. À, bom. Sao thằng tên có phớt không? Ở cho xin ít. Có 6 cái. Không lấy đi, không lấy được. Ok ok. 3 cái rồi. Đi thôi. Đi. Tôi nghĩ chẳng cần xe đâu. Rồi thôi đi. Xe đi. Xe bấy áp ngon mà. Bay quả xe kiếm thêm con xe khác đi. Con xe này không tốt. Racing boy đi. Let's go. Đáng nhẽ xe 4 chỗ kìa nó mới sướng. Nhưng mà xe kia thì sao? Xe 4 chỗ đi có thêm cái backup không ạ? Tôi là mất tiếng à.
Tôi bị mất tiếng không ạ? Ân thế các bạn thấy Ân chở gấu đi chưa? Vãi cả gấu. Gấu đông kinh vãi đài. Ông có kim không? Tôi dư một cái này. Tôi có một cái. Đấy, dư một cái rồi. Nó giàu lắm. Bọn kia giàu mà, nó không có ca thôi. Bọn nào cũng giàu hết. Thằng nào cũng giàu vừa lờ. Tại vì lúc Pochinki mà. Cái team lúc Pochinki lúc nào nó cũng giàu. Chơi ngay trên núi luôn ạ. Đâu? Ít thằng T rồi bên kia. Ít N rồi à. Ok. Ít thằng kia núi cao, ít thằng kia luôn. Thấy. Lên xe đi hay là đi bộ? Lên xe đi đi. Ok. Phun nước đi. Uống xe này đủ ăn một chút. Bỏ đâu anh? Ui, lấy nhà Doraemon ở giữa ông anh. Xe rồi. Đấy. Sao ông lấy được cái ba lô, tôi không biết lấy cách nào nhở. Nó bảo hoàn thành nó có bốn cái gì. Bốn đồ cam, bốn đồ hiếm. Phải liền, tự nhiên là bốn đồ hiếm rồi. Chán vãi. Tôi mất tiếng xe rồi này. Vãi. Tôi lái xe mất tiếng xe luôn. Ô có ô tô kia nhở? Đúng không? Đi lấy ô tô không? Lấy ô tô cũng được. Ui nếu tôi đi cho nó chắc. Ui có xe không sao hai cái luôn, hai lấy hai một thôi, hai cũng được nhưng thôi có phải bắn giải đâu. Nó dừng gì? Tôi dừng kìa. Thiên nhiên, lên. Chạy. Đậu xanh quả đấy mà có red dot thì tôi xấy nốc cái thằng đấy rồi. Mệnh. 4x à? Ừ, 4x. Đéo di tâm kịp. Ăn được một thằng và lan luôn thì giáp 2. Thế nhất rồi, mệnh. Bắt hiếp cái thằng... thấy không? Không, bây giờ mình phải vào bo á. Kiểu gì nó cũng chạy đây à? Thế thôi thôi. Ngoài bo mà. Thế thôi vào bo. Cái bọn bắn mình ở đâu, đéo đâu trên đồi này. Đây, tôi bên phải ấy. Thì giờ thấy không? Chấm nhỉ? Ok. Ui thính kìa. Má. Căng vậy. Đấy. Xe cháy luôn kìa, bên cạnh thì có người. À, có xe máy. Đéo thế. Một nhà thôi chứ giờ. Nhà kiểu gì cũng có người cho xe. Có người. Trên này. Cẩn thận ông ơi, bên nhà bên cạnh. Có bên 4 thằng luôn ạ. Một thằng vào, một thằng chuẩn bị vào. Tôi lên chiến căng nhá. Cứ đi không? Ok. Có được, có cứu tôi. À. Ra đâu? Rồi tung quả bom lên, nó nhảy nó xuống. Xong rồi 4 thằng nó thò đầu ra nó bắn tôi. Không sao, có Ân ở đây. Nguyên team thôi, ok. Ok, tởm quá. Đây. Hôm qua check xem con nó có đồ gì đi. Rất là nhiều đồ ngon lắm á. Tôi tầm này đủ đồ rồi. Tôi thiếu ít đạn 7 thôi. Ông vứt ít đạn 7 hôm qua lúc đi. Ông vứt cho tôi ít đạn 7 xong qua lúc.
càng nhiều càng ít. Thôi rồi, được rồi, đi đi. Ở ngoài góc mái. À, cái thằng dưới nhà này có mũ ba đấy không? Xuống lấy đấy. Nhưng tôi chưa sấy mũ ba của nó. Nhà viền nhà bên trái. Đấy, bên này đúng rồi. Đấy thằng đấy có mũ ba. Thấy chưa? Ui. Hay. Thôi. Núp đi, núp đi, núp đi. Bỏ đi đồi. Núp đi. Đậu má kinh vãi. Nó sấy xuyên tường. Ui. Má gặp thích kìa. Xúc vật. Trời ơi. Gặp thích kìa, bắn gắt là gắt nhưng không thể top được. Bị mệnh nữa luôn, chơi toàn gặp thích thế nhở. Men, mình làm toàn những quả highlight. Mẹ một chó thích này. Đang làm quả highlight cân 4. Anh ông cao quá.